Cảnh sát giao thông phát xăng, tặng bánh mì, dẫn đường hỗ trợ đoàn người di chuyển bằng xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh về quê. Lực lượng cảnh sát giao thông đã phát xăng, tặng bánh mì miễn phí và dẫn đường hỗ trợ hàng trăm người di chuyển bằng xe máy về quê. Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều phương tiện giao thông vận tải hành khách đã bị cấm hoạt động, nhiều người lựa chọn cách di chuyển bằng xe máy nhiều ngày liền để trở về quê. Để đảm bảo người dân không dừng đổ trong suốt hành trình, lực lượng cảnh sát giao thông tại các chốt kiểm dịch đã phát xăng, tặng bánh mì miễn phí cho người dân. Đây là số công nhân làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đang đi về các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Bình và Nghệ An. Trong đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, các can xăng lớn được xe chuyên dụng của cảnh sát giao thông chở đến chốt. Ngoài ra còn có cái chai xăng 1,5 lít được chở bằng xe ba gác. Khi mọi người dừng lại ở các chốt kiểm dịch để khai báo y tế, có thể nhận xăng và một số thực phẩm thiết yếu để tiếp tục hành trình. Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng, trong đó nhiều người gửi lời cảm ơn đến lực lượng cảnh sát giao thông đã không quản ngày đêm để giúp đỡ người dân, hỗ trợ người dân trong hành trình về quê. Giữa dịch bệnh nguy hiểm và phức tạp, cảm ơn các chiến sĩ cảnh sát giao thông đang ngày đêm làm nhiệm vụ giúp đỡ người dân. Một ít xăng, một ít lương thực, những món quà nhỏ nhưng cần thiết để giúp đỡ bà con trên hành trình về quê, một số bình luận của cộng đồng mạng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên ấn like, share và để lại bình luận của mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.